Dạ em xin chào các chị ha. Dạ thì em giới thiệu đến các chị nhà mình cái chất liệu lụa mango các chị. Dạ thì ở đây các chị nhà mình may áo dài ha, may áo dài, may đầm, may đầu bộ, chất liệu lụa mango rất là mềm mịn các chị ha, có độ co giãn nhẹ. Dòng này lên đầu bộ cũng rất là đẹp các chị ha. Các chị nhà mình không may áo dài thì các chị nhà mình may áo đầm nè, hoặc là đầu bộ. Thì ở đây em phối cho các chị nhà mình là một bộ áo dài. Dạ các chị nhà mình muốn lấy lẻ quần hoặc lẻ áo, hoặc là phối lại với cái quần màu nào thì các chị nhà mình báo với em các chị ha. Thì một khúc vải là dài 2 m. Một khúc vải dài 2 m các chị, khổ 1,5 m. Dạ cả áo và quần đều là dài 2 m hết các chị ha. Dạ em giới thiệu đến các chị nhà mình từng mã số cho các chị nhà mình dễ lựa chọn. Các chị nhà mình muốn lấy mã số nào các chị nhà mình báo với em ha, liên hệ với em qua 2 số điện thoại em để trên tiêu đề đều có Zalo. Dạ thì em giới thiệu đến các chị nhà mình cái áo lụa mango 100.000 hàng loại 1, rất là đẹp luôn các chị. Chất liệu lụa 2 da luôn nè các chị xem nè. Chất vải của nó rất là mềm mịn và có độ co giãn nhẹ, mật rất là mát luôn các chị ha. Các chị nhà mình may đồ bộ cũng rất là đẹp luôn. Một khúc 2 m thì các chị nhà mình may nguyên đủ một bộ đồ bộ các chị ha. Chất liệu rất là đẹp luôn các chị. Quần thì quần lụa ngọc trai và quần lụa ngọc bích các chị ha. Dạ em mời các chị nhà mình xem từng mã số. Dạ em mời các chị ha, mã số 1 đây các chị, mã số 1. Dạ mã số 2. Mã số 2 các chị nhà mình muốn đổi quần hoặc đổi áo màu gì thì các chị nhà mình báo với em. Em vẫn đổi cho các chị nhà mình ha, mẫu số 2. Chất liệu lụa mango rất là mềm luôn các chị ha. Mẫu số 3. Mẫu số 3 là cái mình nền màu xanh dương nha các chị nha. Mẫu số 3. Mẫu số 4. Mẫu số 4 quần ngọc trai màu đen các chị, mẫu quần ngọc trai màu đen dài 2 m luôn, 100.000. Và tiếp theo mẫu số 5. Mẫu số 5 quần lụa ngọc trai, cái màu này rất là đẹp luôn nè các chị. Hoa nhí ha, áo hoa nhí mã số 5. Và mã số 6. Mã số 6 đây các chị ha. Các chị nhà mình muốn đổi quần màu nào thì các chị nhà mình báo với em ha. Mẫu số 6. Và mẫu số 7. Mẫu số 7 quần lụa ngọc trai, áo mango quần lụa ngọc trai mẫu số 7. Dạ mẫu số 8. Mẫu số 8. Dạ mẫu số 9. Mẫu số 9. Mẫu số 9. Dạ mẫu số 10. Mẫu số 10 nguyên một bộ này rất là đẹp luôn nè các chị, đi cùng tông màu luôn ha. Mẫu số 10. Mẫu số 11. Mẫu số 11. Mẫu số 12 em phối cho các chị nhà mình cái quần xanh cổ vịt đây các chị. Em phối cho các chị nhà mình cái quần xanh luôn nè, rất là đẹp luôn ha, mã số 12. Mã số 13. Mã số 13. Mã số 14. Mã số 14 nguyên một bộ mà tông màu đỏ các chị ha, mã số 14. Mã số 15. Mã số 16. Mã số 16. Mã số 17. Mã số 17. Mã số 18. Mã số 18. Mã số 19. Mã số 19. Cái mình vải in công nghệ 8D rất là đẹp luôn các chị ha, rất là đẹp, rất là sắc nét. Mã số 20. Mã số 20. Mã số 21. Mã số 21.
mã số 22. Mã số 23. Mã số 23. Mã số 24. Mã số 24. Mã số 25. Mã số 25 đây các chị. Mẫu này các chị nhờ mình may quần cái dạng mà quần ống suông cũng rất là đẹp luôn ha. Mã số 25. Mã số 26. Mã số 26. Mã số 27. Mã số 28. Nguyên một tông màu đỏ các chị ha. Mẫu này các chị nhà mình may áo đầm cũng rất là đẹp luôn. Mã số 29. Mã số 29. Mã số 30. Mã số 30. Mã số 31. Quần màu đỏ đây các chị, rất là đẹp luôn nha. Mã số 32. Mã số 32. Mã số 33. Mã số 33. Quần màu vàng đồng các chị ha, mã số 33. Mã số 34. Rất là dễ thương luôn các chị, mã số 34. Mã số 35. Mã số 35. Mã số 36. Mã số 36. Mã số 37. Mã số 37. Mã số 38. Mã số 38. Mã số 39, quần màu xám đó các chị ha, mã số 39. Mã số 40. Mã số 40. Mã số 41. Mã số 41. Mã số 42. Mã số 42. Mã số 43. Em phối cho các chị nhà mình các quần màu khác, các chị nhà mình ưng thì các chị nhà mình báo với em ha. Mã số 44. Mã số 44. Mã số 45. Mã số 46. Mã số 46. Mã số 47. Mã số 48. Em phó cho các chị nhà mình cái quần màu đen nè, mã số 48. Mã số 49. Mã số 50. Mã số 50 đi các chị ha. Dạ thì vừa rồi em giới thiệu đến các chị nhà mình cái chất liệu lụa men gồ. Dạ áo là men gồ các chị ha. Quần thì quần lụa ngọc trai hoặc là quần lụa ngọc bích. Dạ các chị nhà mình muốn phối quần lẻ quần hoặc lẻ áo thì các chị nhà mình báo với em ha. Em vẫn bán lẻ cho các chị nhà mình. Dạ em cảm ơn các chị nhà mình đã xem video. Hẹn gặp lại các chị nhà mình ở video tiếp theo nha.